chào các quý độc giả của Nghe Nhìn Audio, Thu Hà đây và hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin audio số 7. Và trước khi đến với những tin tức audio mới nhất thì Thu Hà xin giới thiệu đến với các quý độc giả bộ đôi loa đang có ở bên cạnh Thu Hà đây. Tuy nhiên thì do thời lượng của video ngày hôm nay nên là Thu Hà cũng không thể chia sẻ quá nhiều cho quý độc giả biết về bộ đôi loa này. Tuy nhiên thì Thu Hà có thể chia sẻ một chút về cái mức giá của bộ sản phẩm này. Và mức giá của đôi loa này lên tới là hơn 600 triệu đồng. Nghe là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Còn cụ thể chi tiết ra sao thì Thu Hà sẽ hẹn quý độc giả trong một video chi tiết về đôi loa này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bản tin audio ngày hôm nay. Mới đây thì iFi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp mang tên là iSilencer Plus và iDefender Plus giúp làm sạch và tối ưu đường truyền USB audio. Được ra mắt từ năm 2017, nhưng đến nay thì hai phụ kiện giúp tối ưu tín hiệu USB audio mang tên là iSilencer và iDefender mới có phiên bản nâng cấp. iSilencer Plus giải quyết vấn đề về sự nhiễu điện trên tín hiệu USB bằng cách loại bỏ nhiễu điện từ nguồn, cho phép thiết bị truyền dữ liệu âm thanh một cách hoàn hảo đến bộ xử lý. Để làm được điều này thì iFi đã kết hợp mạch lọc thụ động với ANC2 được phát triển từ công nghệ radar quân sự. ANC2 hoạt động như phương thức chống ồn chủ động trên tai nghe. iFi iSilencer Plus tạo ra tín hiệu tương tự nhưng với pha ở tín hiệu nhiễm điện, điện từ trường. Điều này có hiệu quả cao trong việc loại bỏ nhiễu ở tần số thấp và trung. Trong khi đó, bộ lọc cách điện thụ động sẽ xử lý tần số cao hơn, mang lại hiệu quả rõ rệt cho tín hiệu. Ngoài ra, thì sản phẩm cũng có công nghệ Rebalance nhằm giảm jitter kỹ thuật số, đảm bảo tín hiệu số mà đang nhận được giống hệt với nguồn ban đầu ở bất kỳ định dạng âm thanh nào. iSilencer Plus có một số cải tiến hơn so với iSilencer 3.0, đó là mạch điện đã được nâng cấp với việc bổ sung các tụ điện tantalum ESR thấp để lọc đầu vào và đầu ra, khả năng chống nhiễu tăng lên 10 lần. iSilencer Plus có 3 phiên bản sử dụng USB-C. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ chuẩn USB 3.0 cùng với USB 2.0 để tương thích ngược. iDefender Plus là một thiết bị âm thanh chuyên dụng hơn iSilencer Plus, được thiết kế đặc biệt để giải quyết các growl loops và giảm ù, nhiễu từ thiết bị nguồn gây ra. Khi cắm vào ổ cắm USB của thiết bị nguồn, iDefender Plus sẽ phát hiện xem có vòng lặp hay không và ngắt kết nối đó, giảm độ ồn của hệ thống, giúp độ phân giải được cải thiện. Nếu một nguồn cung cấp điện AC hay DC bên ngoài cắm vào USB-C, iDefender Plus sẽ chặn nguồn điện từ máy tính, thay vào đó cung cấp năng lượng cho bộ nguồn từ nguồn cung cấp bên ngoài. Giống với iSilencer Plus, iDefender Plus cũng bổ sung các tụ tantalum ESR thấp và 3 phiên bản cổng kết nối. Cả hai phụ kiện này đều có giá là 49 bảng Anh. Tiếp theo, thay vì gọi là PowerBeats 4 thì Apple chỉ gọi tên là PowerBeats, phiên bản kỷ niệm cho PowerBeats 3 với thiết kế giống với PowerBeats Pro và mức giá rơi vào $150. Trang bị mới trên PowerBeats đầu tiên cần phải kể đến đó chính là con chip H1 mang lại thời lượng pin lên tới 15 giờ. Sản phẩm này cũng hỗ trợ tính năng Hey Siri và có những lợi ích khác mà chip H1 mang lại như độ trễ thấp hơn cùng chất lượng âm thanh được cải thiện đáng kể. Tai nghe có thích hợp bộ driver Bistronic cho chất âm mạnh mẽ, sạch. Đồng thời, tai nghe cũng tương thích với tính năng chia sẻ âm thanh của iOS 13. Sản phẩm này sử dụng cổng Lightning và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với khả năng sạc 5 phút đổi lấy 1 giờ sử dụng. Giống như PowerBeats 3, PowerBeats có tiêu chuẩn IPX4 giúp chống mồ hôi, tích hợp các nút vật lý để điều khiển âm lượng và phát nhạc. Được biết, tai nghe PowerBeats mới sẽ được bán ra từ ngày 18 tháng 3 với mức giá là 149,99 USD, rẻ hơn 50 USD so với người tiền nhiệm PowerBeats 3. PowerBeats có 3 màu sắc bao gồm đỏ, trắng và đen, đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Và tin tức cuối cùng, mới đây thì Audio Research đã trình làng Reference Phono 3 SE cho phép nâng cấp từ bản thường. Audio Research ra mắt đầu Phono Preamp Reference Phono 3 phiên bản đặc biệt SE. Người dùng phiên bản thường có thể nâng cấp với mức phí là $3,000. Phono Preamp này được hãng thực hiện bởi những bước nâng cấp quan trọng dựa trên phiên bản cũ Reference Phono 3. Đây cũng là sản phẩm mà Audio Research tung ra nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập hãng cùng với Relight Reference 6 SE và Power Amp Reference 750 SL. Reference Phono 3 SE này có giá $17,000, sẽ thay thế cho Reference Phono 3, sản phẩm đã được giới thiệu từ năm 2016 với nhiều giải thưởng âm thanh lớn.
Chính những kiến thức thu được trong việc chế tạo bộ âm ly 160 series tham chiếu đã giúp Audio Research cải tiến và cho ra mắt tiếp hai dòng preamp Phono Reference 6SE và Phono 3SE. Do tín hiệu tự nhiên của tầng phono cực thấp nên các linh kiện và dây dẫn trong bản SE được nâng cấp để tạo ra sự tiến bộ đáng kinh ngạc về khả năng trình diễn và giảm nhiễu âm. Các cải tiến bao gồm nâng cao độ phân giải ở tất cả các cấp độ, độ tinh khiết và tập trung cao hơn, tốc độ được cải thiện và tăng chất lượng của độ động. Audio Research Reference Phono 3SE sử dụng chassis đơn với vật liệu nhôm dày phay xước. Riêng mặt trên và mặt dưới được làm từ acrylic, giúp tối ưu dung và cộng hưởng. Tầng gain sử dụng xóa bóng 6H30, mỗi bên bóng với 3 phần nguồn cung cấp bởi sự kết hợp giữa hai cây 6H30 và 6550WE. Tất cả các tính năng điều chỉnh gain, trở kháng kim và các setting EQ đều được thực hiện qua menu với màn hình lớn phía trước rất tiện lợi. Những khách hàng đang sở hữu Reference Phono 3 có thể nâng cấp lên phiên bản SE vào tháng 5 năm 2020 thông qua Audio Research ở Bắc Mỹ với giá là $3,000. Các trung tâm dịch vụ được ủy quyền ở phần còn lại của thế giới sẽ thiết lập bản nâng cấp SE ở quốc gia tương ứng. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà cùng với quý độc giả đã đến với những thông tin audio mới nhất. Và đừng quên theo dõi video chi tiết về bộ đô la Bookshelf 2N vào tuần sau. Và Thu Hà xin chúc quý độc giả có những ngày cuối tuần vui vẻ và an toàn ở nhà chống dịch nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.